nay thì thầy sẽ thay cô một buổi. Buổi hôm nay thì còn có một số cái chương trình như sau. Thứ nhất là giới thiệu cho chúng ta hai bài liên quan tới bệnh nhiễm. Một là viêm gan siêu vi. Thì đúng ra cái bệnh lý này nó vừa liên quan tới tiêu hóa mà vừa liên quan tới nhiễm. Bài thứ hai là liên quan tới sốt. Sốt xuất huyết đen. Đây là hai bài mà chúng ta có thể gặp rất là nhiều. Và phần thứ ba là cuối giờ thì chúng ta sẽ có một cái bài kiểm tra. Do thứ nhất là chúng ta học buổi chiều, thứ hai là phòng không đủ lạnh và không gian khá là chậm, và bắt buộc chúng ta phải đóng cửa kín vì chúng ta xài máy lạnh. Nên nếu mà chúng ta chỉ cần nói chuyện một bạn một chút xíu thôi thì nó xảy ra cái tình huống là cái nhu cầu oxy nó sẽ tăng cao, và lúc đó cái việc gì xảy ra thì tất cả chúng ta đều cảm giác khó chịu. Nhưng không giống như các cái phòng khác, phòng này với cái cơ số mà khoảng chừng 100 bạn thì phòng này không có đủ. Còn nếu mà đủ thì phải tăng cái quạt lên, hoặc là cái máy 1, 2, 3 cái máy phải chạy hết công suất để cái tránh trường hợp mà mình học xong mệt, học xong về thì không phải học mà nó lại sang nha. Để chia sẻ với các bạn, nếu bạn nào mà muốn mà nói chuyện thì chúng ta ra ngoài có thể gây căng tin, chúng ta ngồi cũng không chẳng, vì việc học là việc của chúng ta. Thầy cố gắng làm sao để giới thiệu các bạn toàn cái nhiệm vụ của mình dựa vào kinh nghiệm lâm sàng. Cái này liên quan phải học mà, những cái kinh nghiệm lâm sàng thầy có thể gửi cho lớp để lớp nhớ bài, và làm sao đó lớp nhớ được bài trên lớp luôn. Cái nữa là có một số cái bệnh lý là các bạn gặp rất là nhiều, và tại sao mình không có tận dụng để mình nghe mình hỏi. Và một trong những bệnh lý đó là viêm gan siêu vi. Nên tại sao phải để cái chữ cái B ở đó. Thực ra viêm gan siêu vi có rất là nhiều loại A, B, C, D, E, nhưng mà ở Việt Nam cái loại mà phổ biến nhất thì đó là viêm gan siêu vi B. Ngoài ra thì sẽ có hai loại nữa đi cùng, đó là siêu vi A và siêu vi C. Còn một số loại khác thì không có ở Việt Nam thì giới thiệu rất là mất thời gian, nên tập trung vào những gì mà phổ biến nhất, dễ gặp nhất nha. Rồi cái nữa là đối với môn học này là môn học cuối mà các bạn học các cái học phần của môn y học cơ sở. Của môn y học cơ sở thì chạy đều ở 1, 2, 3, 4 môn, và đây là nền cho những bạn mà muốn sau này đi theo hướng dược lý và dược lâm sàng. Thì thực ra thì đối với ngành dược của mình thì cái số chuyên ngành không nhiều. Thầy chia là dựa trên cái chuẩn mà của hai trường đại học lớn ở Việt Nam chia, đó là Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh và Đại học Y Dược Hà Nội, là chia các ngành dược của các bạn thành 5 chuyên ngành. Còn có thể là các chuyên ngành chúng ta nó giống một chút xíu, nó khác một chút xíu, không sao, cái tên thôi. Đó là cái dược lý dược lâm và dược lâm sàng, đây là một cái chuyên ngành mà nhiều người chọn. Thì các bạn có thể làm được bất kỳ nơi nào, cái phổ rất là rộng. Ví dụ như là không thích đi làm cho người khác thì mình có làm chủ bản thân mình được bằng cách là mình nhận thuốc và phải nắm chắc về cái dược lý. Vì nếu mà không nắm chắc dược lý thì mình sẽ tạo cái bất lợi cho bản thân mình luôn. Vì nhìn qua nhìn lại những cái dạng như cái khu phố mình hay cái con đường mình đi qua, cái nhà thuốc rất là nhiều. Vậy thì những cái nhà thuốc họ bên phía sau phải có gì hơn, họ có gì lạ, và cái gì mà độc đáo. Thì cái mà độc đáo hiện nay đang là cái xu thế của các nhà thuốc bên dược đó, đó là nhà thuốc có cái phòng tư vấn. Phòng tư vấn thì thường là chủ đứng luôn, chủ nhà thuốc nó sẽ đứng nếu chủ đó là dược sĩ. Còn nếu mà dược thì mà chủ đó không phải là dược sĩ mà tôi bằng thì ông nói những trường hợp đó mình để sang một bên. Và khi mà chúng ta mà đứng nhà thuốc ở của mình hoặc ở bệnh viện đó, thì cái việc mà chúng ta bán thuốc á thì có rất nhiều cái hình thức, và một trong những hình thức đó là người ta kể cho ta nghe, người ta đi tới mình á, ta quên đem toàn thuốc, cái đó là cái phổ biến ở Việt Nam. Còn nếu mà ta đem qua thuốc thì thường cái nhà thuốc đó sẽ đi đến bác sĩ rồi, ít khi mà liên quan đến chúng ta. Do vậy chúng ta hướng đến cái mục thứ hai là người ta đến người ta chỉ đem cái miệng theo thôi, đúng không? Và người ta kể cho chúng ta nghe, và kể chúng ta nghe đó là cái lĩnh vực gì ạ? Triệu chứng cơ năng. Có một số bạn rất là giỏi và tìm hiểu cả triệu chứng thực thể. Triệu chứng thực thể là những cái gì mà chúng ta có thể ghi nhận được dựa vào bốn cái dị năng của bác sĩ, của các cái nhóm điều trị, đó là nhìn, sờ và nghe. Các bạn có giỏi cỡ nào đi nữa thì nếu làm tốt thì cũng không được ghi nhận.
Còn nếu mà làm không tốt sẽ bị soi liền, thanh tra sở sẽ ghé thăm liền, vì nó trái với cái lĩnh vực của chúng ta. Do vậy mình đi làm sao sâu vào cái lĩnh vực của chúng ta. Về những cái phần mà liên quan tới bệnh học á, các cái bài các bạn sẽ thấy nó chỉ xoay đi xoay lại khoảng 5 chủ đề thôi, và các bạn tập trung vào 5 chủ đề đó thì chắc chắn sẽ nhớ. Cái nữa là cái môn học này là môn học rất là lớn, rất là rộng. Các bạn nghe tên đơn giản nhưng thực ra rất phức tạp. Nghe tên ha, bệnh học rất đơn giản thôi, nhưng mà nó có thể đi triển khai rất là sâu, khoảng thêm khoảng chừng 60 cái lĩnh vực nữa liên quan tới bệnh học thôi. Mà chúng ta học có 45 tiết thì có nghĩa là chúng ta học cái rất là lớn, cái từng cái tổng quát. Và khi mà học cái tổng quát thì tư liệu nhớ rất là nhanh, không mất thời gian. Do vậy cố gắng làm sao đặt mục tiêu là trên lớp thì nhớ được, để về nhà mình học môn khác, vì trong cùng một thời điểm các bạn học rất nhiều môn chứ không phải riêng môn này nhá. Và đây là môn cơ sở của ngành thi nữa mà là hỗ trợ cho bên trường, nên cố gắng làm sao đó thầy sẽ giúp các bạn nhớ, phối hợp với nhau rồi các bạn sẽ trả lại kiến thức thông qua cái bài kiểm tra và bài thi, và làm sao đó để cái phong độ của chúng ta rơi vào 3 cái thời điểm thôi. Chỉ cần vậy là đủ lắm rồi, đó là 2 cùng thi, 2 cùng kiểm tra và 1 cùng thi, vậy được rồi. Và làm sao đó điểm nó sẽ tốt hơn sau mỗi lần kiểm tra ha. Và chút xíu nữa thì với một cái số lượng nhiều như vậy thì thầy có thể chia làm nhiều nhóm để chúng ta làm. Và tránh cái trường hợp mà phân tâm á, thì làm sao thì chúng ta tập trung vào cái bài của mình thôi. Vì nếu mà các bạn nhìn sang bên cạnh là mình sẽ mất tập trung. Và cái nữa là bạn mình cũng học như mình, mà tại sao mình phải nhìn bài bạn, nó rất là khó chịu. Đó, bạn thì cũng quá làm sao mình làm đúng những gì mà mình nghĩ là phù hợp nha. Và ở cái bài này á, thì các bạn để ý đây nè, những slide nào gọi là hấp dẫn nhất là những slide về mục tiêu. Về mục tiêu á, thì dựa vào mục tiêu này các bạn biết mình sẽ được bị hỏi cái gì, và sau này á mình sẽ dựa vào những cái đó để mình hỏi bài, hoặc là mình sẽ hỏi khai thác bệnh sử ở bệnh nhân. Ví dụ như là cái định nghĩa, cái bệnh nào chúng ta phải tìm được cái định nghĩa mà. Giống như là mình gặp nhau, nếu mà các bạn gặp một người bạn sau nhiều năm xa cách, gọi tên được bạn đó thì bạn sẽ rất là vui. Và nếu mà có mượn cái gì của bạn đó thì bạn cũng sẵn sàng cho. Vì sao vậy? Vì người ta nghĩ là mình nhớ người ta. Ở đây cũng thế, ví dụ như là nghĩa là viêm gan siêu vi chẳng hạn. Thì viêm gan siêu vi là gì? Đơn giản thôi, đó là tình trạng gì nhờ, tình trạng viêm gan mà do nguyên nhân là siêu vi gì đó thì liệt kê ra. Thứ hai là nguyên nhân, cái hình thức mà ở những cái bệnh lý mà tìm được cái nguyên nhân đó thì điều trị thứ nhất là hết, thứ hai là bệnh giảm nhanh nha. Nó phải có hai cái hướng khác nhau và tìm được nguyên nhân. Còn nếu mà không tìm được nguyên nhân hoặc là chưa tìm nguyên nhân, điều trị rất là khó khăn. Và rất là nhiều các bệnh lý mà chưa tìm được nguyên nhân. Trong cái loại bài chúng ta học có một cái bệnh mà chưa tìm được nguyên nhân luôn, hay là chưa rõ nguyên nhân luôn á. Đó là bệnh gì nhỉ? Cái bệnh gì mà chưa rõ nguyên nhân? Và cái tỷ lệ mà chưa rõ nguyên nhân chiếm tới 90-95% á. Đó là tăng huyết áp. Là nếu mà tăng huyết áp mà có nguyên nhân chỉ chiếm khoảng 5% thôi. Ví dụ như là tăng huyết áp do táo bón, tăng huyết áp do sơ vữa động mạch, vân vân, rất là ít, cực kỳ ít luôn. Nên là làm sao đó tìm được cái nguyên nhân. Còn nếu mà không tìm được nguyên nhân mà điều trị bao vây á, thứ nhất là tốn tiền bệnh nhân, thứ hai là ảnh hưởng đến sức khỏe bệnh nhân, thứ ba uy tín của mình bị giảm. Vì khi đó chúng ta sẽ dùng cái loại thuốc rất là mạnh mà điều trị những cái bệnh lý bình thường. Lên đây là một cái nỗi lòng mà hiện nay các cái nhân viên y tế tuyến trên đang phải trải nghiệm, nên phải chú ý cái nguyên nhân này nhá. Đợt kế nữa là yếu tố nguy cơ. Và đặt câu hỏi kiểu gì chúng ta có thể hướng những cái câu hỏi đơn giản như vậy đó. Yếu tố nguy cơ là gì? Nó giúp cho bệnh nhân hay là giúp cho nguyên nhân gây bệnh? Ví dụ như là những cái người mà suy giảm miễn dịch chẳng hạn, thì đó là cái yếu tố nguy cơ hoặc là điều kiện thuận lợi cho nguyên nhân gây bệnh. Vậy thì có những trường hợp nào mà là tốt cho bệnh nhân hay không, mình đặt câu hỏi luôn. Và trong cái bệnh lý mình gọi là viêm gan siêu vi này nè, thì yếu tố nguy cơ đó là gì? Rất là nhiều luôn. Và đâu đó trong chúng ta vô tình đã trải qua rồi mà nhiều khi chúng ta không biết, hoặc là chúng ta biết nhưng mà do cái xã hội nó nhìn nhận cái khác, mình cũng phải theo.
vì mình là số ít. Giống ví dụ như là những cái trường hợp mà liên quan đến cái ăn uống này, cái đi ra siêu vi, đặc biệt là siêu vi A đó, thì các bạn sẽ thấy khi mà đi ăn uống ở một các cái quán ăn đó, các bạn làm cái hành động này rất là đúng này. Lấy chanh nhé, chúng ta làm vệ sinh cái đũa, làm vệ sinh cái muỗng rất là đúng. Nhưng mà thử làm một thời gian, đến một cái quán đó khoảng chục lần đi, chúng ta làm cái lần thứ ba ông chủ nhìn liền. Còn cái bạn mà đem bà bê cái đồ ăn ra, ta nhìn với con mắt rất là ngạc nhiên, vì trước giờ không ai làm như vậy hết. Cái vấn đề mà hao thì không nói, nhưng mà cái hành động có vẻ là đúng, nhưng mà nhiều người không làm. Tới khi mình làm hành có vấn đề, nếu mà ai mà cứ lung lay là thay đổi liền. Do vậy thì cái yếu tố nguy cơ này á, hãy cố gắng tìm cho nó kỹ mà nhá. Ví dụ như những trường hợp là ăn mặn thì ảnh hưởng gì tới thận, mình cũng đặt câu hỏi. Kế nữa là những cái triệu chứng về lâm sàng và cận lâm sàng, thì lớp lưu ý học, lớp nhớ những cái từ viết tắt một xíu nhá, tại vì có những từ viết tắt mà được được viết rất là quen luôn đó. Ví dụ như lâm sàng, cận lâm sàng này được ít khi mà viết cụ thể lắm, kiểu trường hợp trong văn bản thôi nhá. Hoặc là những trường hợp mà chẩn đoán với điều trị á, thì thường là trong văn bản mới viết cụ thể. Chứ còn nếu mà đi nhanh thì ta đi hai cái điều này này, đây là chẩn đoán là điều này, cái này là chẩn đoán là điều trị này. Đó thì thường thường ta đi tắt thôi, mình nhìn cho nó quen ha. Rồi kế nữa là về cái nguyên tắc điều trị, về cái nguyên tắc điều trị thì tại sao mà là nói tới nguyên tắc thôi, vì cái phần điều trị thì liên quan tới thuốc, mà liên quan tới thuốc thì đó là nghề của chúng ta làm rất là tốt. Do vậy thì chỉ là giới thiệu những cái ý chính, những cái mục lớn thôi. Ví dụ hỏi các bạn là những hợp mà viêm gan siêu vi thì làm điều trị như thế nào, và ghi chú là do siêu vi, và do siêu vi điều trị rất là khó khăn. Và hiện giờ cái việc điều trị mà các bạn lý liên quan đến siêu vi thì gần như là điều trị nâng đỡ cái sức khỏe thôi. Đó là năm chủ, gần như là năm ý, nó bao quát gần như tất cả ở các cái bài, ở các cái bệnh khác thì các bạn có thể gom lại cái ý này cũng được. Do vậy thì chúng ta thấy cái cuốn sách cô lý đi không nhiều lắm, rất là mỏng luôn á. Với những cuốn đó là những cái mà nền đủ chúng ta học trong vòng 45 tiết phần. Cô lý đi rất là đơn giản mà. Rồi đây ví dụ như là một số cái viết tắt ha, để giới thiệu lớp 5 loại nè: viêm gan siêu vi A, B, C, D, E. D, E Việt Nam đó thì thường thường là A, B, C. Trong đó C á, thì nguy hiểm nhất. Tại sao vậy? Thì thường nó sẽ ảnh hưởng tới gan, ảnh hưởng nặng nề hơn qua viêm gan, sơ gan và ca gan. Và lớp biết tại sao mà khi mà tác động tới gan mà gan bị tổn thương thì mình đặt câu hỏi là cơ thể còn sức đề kháng hay không, hay là cơ thể đã tệ tới mức nào rồi. Nhắc lại, tại sao mà mỗi lần mà gan nó có vấn đề, mình hay đặt câu hỏi là cơ thể này tệ tới mức độ nào rồi, hoặc là nó còn cái gì để mà chống đỡ hay không. Tại sao vậy? Khi mà đề cập tới gan, tại vì cái gan này á, lớp chú ý cái khả năng mà hoạt động nó rất là tốt. Và để ý nó giống như những cái người mà làm việc chăm chỉ, làm việc cập lực nhất trong một cơ quan nào đó. Nếu mà người đang nghỉ thì chỉ trong một thời gian ngắn thì cơ quan nó hơi bị lung lay một tí, và sau một thời gian thì mới có thể bổ sung được. Ở đây cũng vậy, gan á thì nó làm việc suốt ngày luôn. Thứ hai nữa, các bạn nhớ là cái động mạch mà cung cấp máu cho gan á là động mạch gan riêng, còn tĩnh mạch cung cấp máu cho gan là tĩnh mạch gì nhỉ? Còn nhớ không, tĩnh mạch mà cung cấp máu cho gan là tĩnh mạch gì? Tĩnh mạch cửa, mà tĩnh mạch cửa nồng độ oxy nhiều hay ít? Tĩnh mạch cửa nó nồng độ oxy rất là nhiều luôn á, nó chỉ thua nồng độ oxy trong tĩnh mạch phổi thôi. Do vậy thì một phút đó thì cái lượng máu qua gan rất là nhiều, 1.500 ml. Điều đó cho chúng ta thấy là nếu mà gan bị tổn thương á thì người đó có nguy cơ tử vong rất là lớn. Đã có rất nhiều trường hợp xảy ra mà khi mà gan bị vỡ đúng không có kịp. Ví dụ như là cái hoạt động mà ở các bạn nam hay tiến hành á, ví dụ như là đá banh mà cái sân cỏ nhân tạo á, mà banh khoảng 5 người á, mà cái banh nó nảy không cao lắm, và khi đá mà có những gần những hormone mà ham banh á, ra ôm nó banh nó tới thẳng vùng hạ sườn phải vỡ gan, cái vụ nó xảy ra Tiền Giang. Và khi mà đưa vào bệnh viện tỉnh Tiền Giang á thì cứu không kịp. Do vậy thì khi mà nhớ tới gan thì lớp lưu ý này, gan mình có thể xử lý được tất cả, vì gan và thận là cơ quan lọc máu, cơ quan lọc sạch máu đúng không, cơ quan lọc sạch máu
Còn tim nó không có vai trò đó nha. Tim nó chỉ có vai trò là tống đẩy thôi, tống máu dầu oxy đi luôn cơ thể vào, và tống máu dầu CO2 đi trao đổi, còn hút về được các tĩnh mạch hết rồi. Và các bạn khỏe hay không á là nhờ gan và thận. Nên những cái bệnh nhân nào mà tới bệnh viện á mà làm xét nghiệm tổng quát á mà gan với thận mà ổn thì cái việc mà sử dụng thuốc cũng an tâm hơn. Đó là lý do tại sao mà mỗi lần đi bệnh viện để có xét nghiệm về gan và thận nhé, người ta không có xét nghiệm dư mà người ta xét nghiệm để sử dụng cái thuốc cho nó phù hợp, và người ta cũng mong muốn là gan và thận ổn định. Nên khi mà đề cập đến gan thì chúng ta cố gắng tìm hiểu cho nó kỹ. Và lớp lưu ý là cái ghép gan cũng là ghép rất là khó, cực kỳ khó luôn, vì mạch máu rất là nhiều và gan rất là quan trọng. Nên chúng ta phải chăm sóc gan bằng cách hỏi nhỏ các bạn nhé, bằng mức này. Cái năm 2020 vừa rồi mình đi khám sức khỏe được mấy lần? Hai lần thì chắc là chỉ lý thuyết và cái miệng mình nói ra thôi, hoặc là số ít thôi, vì thầy thấy rất nhiều bạn quên khám sức khỏe định kỳ luôn á. Ở bệnh viện, ở phòng khám để mà thấy sinh viên đi khám sức khỏe là một điều rất là vui luôn, và nhiều khi còn tặng quà cho bạn nó nữa. Lý do là rất là hiếm, trong khi tuần nào cũng chăm sóc cái xe, chủ nhật nào chả phải đi rửa xe, rồi trang nhớt, kiểm tra xăng. Nhưng mà tới con người thì 6 tháng không đi tới một lần. Và nếu mà ai mà đã từng đi khám 2 lần một năm từ năm 2020 đổ về trước thì năm nay cố gắng phát huy. Bây giờ là hết quý 1 rồi nè, bắt đầu qua quý 2 nè. Chúng ta có 2 quý một lần kiểm tra lại xem. Và nếu mà đi á thì bạn nào mà chưa xét nghiệm cái thông số này thì xét nghiệm chụp thầy ha. Đây nè, HBSAG. Và thầy rất là mong cái cục này luôn chứ. Một là HBSAG, hai là IgG hoặc là IgM. Thầy cái này ha, anti HBC hoặc là thêm cái nữa HBO, cái gì vậy sau HBOAG và anti HBO. Đây là cái mặt cơ viêm gan. Mặt cơ viêm gan đây là cái nhóm mà nếu mà xét nghiệm về có tình trạng mà có bị viêm gan hay không viêm B á thì chúng ta sẽ sử dụng cái nhóm này là mặt cơ viêm gan siêu vi B. Và khi mà xét nghiệm thì đa phần các bạn thích dấu cộng hay dấu trừ ha, khi kết quả trả về á đa phần là dấu trừ thôi, chỉ có nhóm máu là cái dấu cộng thôi, còn lại tất cả là cái dấu trừ hết. Và cái việc mà chích ngừa viêm gan siêu vi B á, tại sao mà chúng ta được chích ngừa trong khi một số cái viêm gan siêu vi khác chúng ta muốn cũng không chích ngừa được? Những cái viêm gan siêu vi khác nó đâu có vaccine đâu mà siêu vi B có. Nhưng mà hồi nhỏ thì các bạn chắc chắn độ tuổi của chúng ta là đều được chích ngừa 3 mũi hết rồi. Và cái mũi đầu tiên á là 24 giờ sau sinh á, mũi mà chích ở bên đùi á, ở bên cái cơ căng mặt đùi ở gần gần chỗ đó đó thì đã được chích rồi. Nhưng mà tới bây giờ thì chúng ta nên kiểm tra lại, nếu mà nó âm tính tức là nó chưa bị đó thì có thể đi chích tiếp tục hả, về thì xem coi có vấn đề gì hay không nhá. Chứ cái này mà dấu trừ thì vui chứ dấu cộng không vui đâu. Nếu mà dấu cộng thì cái việc đầu tiên các bạn không được làm và mãi mãi sẽ không được làm. Nếu mà HBSAG dương tính, một người mà có HBSAG dương tính thì việc đầu tiên sẽ không được làm đó là hiến máu nhân tạo, ta không có lấy à, đó là cái niềm rất là buồn ha. Do vậy mà ai mà đã được hiến máu thì chắc là đủ chuẩn rồi, máu rất là sạch. Để kiểm tra gan giùm ha, gan tốt thì chuyện gì cũng tốt, nữ đẹp hơn, da mặt đẹp hơn, trở nên có thị vọng, mắt sáng hơn, những cái lồng đen long lánh hơn, rồi phải đeo len vào. Còn nam thì là may mà có phải sử dụng cái chất có cồn đó thì mình chung được lâu hơn, rất lợi hại ha. Còn nếu mà lỡ ăn mấy cái đồ ngọt nè, ăn bánh tráng trộn nè, uống thuốc nè, uống nước tăng lực nè, đó, và uống nước mà có cái màu mà sau đó đi tiểu ra cái màu đó nè thì gan sẽ xử lý được hết nha, nếu mà gan tốt nha. Nếu mà gan tốt đó là một số lưu ý. Rồi đây là một số cái ký hiệu, cái từ AG này là kháng nguyên à. Còn anti thì quá dễ rồi, chúng ta học bên thực hành về sinh lý bệnh á thì có từ sử dụng từ này rất là nhiều rồi.
anti. Đó là một số từ viết tắt nhá. Và nhớ cái từ này, nếu mà hỏi lớp ví dụ như là hepatitis mà virus đó, đó là cái gì đó, thì lớp sẽ ghi nhận đó là HPV hoặc là virus viêm gan siêu vi B. Mình tự viết tắt như vậy. Thì thông thường gặp cho những cái câu mà cái câu đầu tiên đó thì bạn trả lời cho nó vui. Vui. Và khi mà chúng ta vui thì một chuyện gì cũng có thể xảy ra. Nên các bạn thấy trong thường các cái bài thi á, cái trang đầu tiên thường cái trang mà các bạn làm tốt nhất, hiệu suất cao nhất, thường là như vậy. Rồi đây là cái định nghĩa đó. Lớp xem ạ. Bệnh truyền nhiễm. Bệnh truyền nhiễm thì nếu mà chúng ta để ý á, thì trong cái phần mà đi khám sức khỏe á, hoặc khám bệnh á, thì có cái mục mà chúng ta phải ghi vào, đó là một địa chỉ. Địa chỉ á, địa chỉ nó liên quan tới bệnh nhiễm rất là nhiều. Ví dụ như là chúng ta ở đâu, rồi cái kế nữa là 3 tháng gần đây chúng ta đi đâu, có đi du lịch hay không. Còn bây giờ chỉ cần lướt qua một giây thôi đã có thể là làm nên chuyện rồi. Do vậy thì khi mà nhắc tới bệnh truyền nhiễm á, thì thông thường á, một á, là truyền qua đường hô hấp, thứ hai á, là truyền qua đường máu. Và nếu mà là bệnh truyền nhiễm thì nó sẽ trải qua mấy giai đoạn nhỉ? 1, 2, 3, 4. Thông thường bệnh truyền nhiễm á, nó sẽ diễn ra mấy giai đoạn? Cho 4 đáp án ha. 1, 2, 3, 4 chúng ta chọn đáp án nào. Cái việc mà kiểm tra đó là tới giờ tới ngày kiểm tra thôi ha. Và kiểm tra dùng để đánh giá coi chúng ta thiếu cái gì để thầy cô bổ sung, và chúng ta mạnh cái gì để thầy cô cho nhiều cái về phần đó để chúng ta làm nó tốt hơn. Đó là kiểm tra là như vậy, chứ không phải là kiểm tra là cái buổi mà chúng ta đến đông nhất rồi sau đó chúng ta ôm cái cuốn sách chúng ta đọc trong khi bài hôm nay thì không có nhớ. Học như vậy thì rất là mất thời gian. Chúng ta mất tới 5 tiết một buổi chiều chúng ta lên. Nên là nếu mà lên thì chúng ta tập trung đến chúng ta học. Còn nếu mà các bạn mà chơi thì game hay là sử dụng điện thoại thì chúng ta có thể ở nhà nhá. Bản thân thầy điện thoại để ở chế độ im lặng. Và thường là rất ít người gọi phải bắt máy. Chỉ có trường hợp nào mà cần thiết lắm thì phải cho bắt máy mới bắt máy thôi. Kể cả lãnh đạo nữa cũng vậy ạ. Thì vì biết là hôm nay thầy có giờ rồi, người ta xếp lịch có giờ thì giờ đó là thầy không thể làm thêm gì khác nữa. Cho vậy thì lúc này hiện nay có một số bạn đang là thành viên, mà một mà khi mà thầy nói mà các bạn là thành viên thì cả hai đều cảm thấy không hài lòng. Một về phía chúng ta giống như bị tra tấn, cái giọng này mà nói mà chúng ta không chịu nghe giống như tra tấn vậy đó. Thứ hai, các bạn thử lên đây đứng đi nói chuyện mà khi chúng ta làm việc khác cực kỳ khó chịu luôn đó. Nên là mình sẽ thống nhất với nhau làm cái gì đó để cho cảm thấy thoải mái nhất. Và quay lại cái bài một chút xíu về cái truyền nhiễm, thì nếu mà nhắc đến truyền nhiễm thì bắt buộc mình phải nhớ 4 giai đoạn là ủ bệnh, khởi phát, toàn phát và kết thúc. Và khi mà nghe thì kể xong 4 giai đoạn ngay lập tức các bạn phải hỏi, đặt câu hỏi đó là trong 4 giai đoạn đó mà giai đoạn nào dễ lây nhất, giai đoạn nào dễ lây nhất mà mình không biết được, đó là giai đoạn là nguy hiểm nhất. Và đó chính là giai đoạn ủ bệnh ha. Và nếu mà cái giai đoạn toàn phát thì nó có nguy hiểm hay không? Có, nhưng mà mình phòng rồi ha. Mình phòng rồi mình không sợ. Nó giống như là cái kỹ thuật mà thầy hướng dẫn với một số bạn đó, tức là cầm cái kim á, cầm cái kim lấy máu á, thì để luôn luôn để cái mặt bàn, để gắn cái nắp vào, không cầm trực tiếp. Đó là cách mình phòng để tránh trường hợp mà chảy xước. Vì hiện nay là sau năm 1981, cái vấn đề mà máu của người khác mình sờ vào mình rất là sợ, vì có nguy cơ là bệnh truyền nhiễm. Mặc dù là không có bệnh là nguy hiểm nhất, nhưng các bệnh liên quan đến máu đều rất là nguy hiểm luôn. Vì vô cái máu rồi không thể rút ra được. Không bao giờ mình có cái trường hợp mà rút ra được lọc hết, mà lọc được cái cơ bản thôi. Cái nữa là nguyên nhân là do siêu vi B. Siêu vi B đây là một cái con ở Việt Nam là nó phổ biến nhất. Và chút xíu chúng ta thấy về dịch tễ học thì chúng ta thấy Việt Nam nằm trong vùng đó. Và cái thứ hai, do là nằm trong vùng dịch tễ thì số lượng người Việt Nam mắc rất là nhiều. Cứ đi kiểm tra rồi là thấy. Tại vì chúng ta có một cái thói quen, mà thói quen này không biết là có lợi hay là có hại, là rất là ngại đi bệnh viện, đặc biệt là xét nghiệm.
sợ là xét nghiệm ra bệnh. Và khi mà ra bệnh nhiều khi là lo lắng, không có đâu. Nếu mà có phát hiện ra thì mình sẽ điều chỉnh cho phù hợp hơn nha. Đó là cái cách mà chúng ta có thể phát hiện sớm. Vì cái những cái biểu hiện ở trên cận lâm sàng nó sẽ ra nhanh hơn trên lâm sàng. Nên hay người ta hay nói đùa là cái cận lâm sàng giống như mắt hoàng vậy đó, có thể cho chúng ta biết rất là nhiều điều luôn. Đặc biệt là cái bệnh truyền nhiễm này này, giống như là những người mà bị viêm gan CVB á, các bạn nhìn bên ngoài đâu có thấy đâu. Còn nếu mà thấy á thì thường là nặng rồi. Bệnh về gan thường cái màu da nó sẽ là màu vàng ha, màu vàng đó là cho cái chất nào nó quyết định. Bilirubin, mà bilirubin nó chính là một cái chất trung gian cho cái chuỗi chuyển hóa, và chất bắt đầu là chất gì, hemoglobin, và chất cuối cùng là chất gì, cái chất mà tạo màu cho phân đó, và chất tạo màu cho nước tiểu á là stecobilirubin và urobilirubin. Do vậy thì khi mà các bạn tìm hiểu về gan á thì chắc chắn sẽ có đề nghị các xét nghiệm về chức năng gan, về bilirubin, về mỡ máu, về tiếp theo nữa là về ion đồ, về men gan, về mặt cơ viêm gan nếu mà nguy cơ. Và ở Việt Nam thì cái do nó quá nhiều người bị đi hoặc là ở dạng tiềm ẩn nên nhiều khi á không có xét nghiệm. Và nếu mà xét nghiệm thì tỷ lệ khá là nhiều. Và có những cặp vợ chồng á lấy nhau á cũng không có xét nghiệm tiền hôn nhân luôn, không có kiểm tra trước hôn nhân luôn. Đó là một số cái thói quen ha, một số cái thói quen mà dần dần mình sẽ khắc phục được thôi. Rồi khi mà nó bị á thì nó sẽ làm thay đổi gan. Để các bạn chú ý, cái gan của mình nó gồm có hai loại tế bào. Một tế bào là gọi là tế bào gan, là tế bào sản xuất ra một số chất ví dụ như bệnh chẳng hạn, rồi là nơi dự trữ các chất. Ngoài ra là có một cái tế bào bảo vệ. Nhưng mà sau một thời gian đó thì có thể giữa các tế bào gan có tế bào mỡ, các bạn gọi là gì đó, gan nhiễm mỡ, hoặc là tế bào gan nó bị tổn thương, bị hủy hoại, có thể từ viêm, sang sơ và gan cai gan, viêm gan, sơ gan và cai gan. Và các bạn thấy này, gan nó cố gắng nó bù trừ, gan cố gắng bù trừ trong cái một cái nỗ lực lớn nhất. Và nếu mà nó đã viêm rồi, tức là khả năng bù trừ nó là thất bại. Ví dụ viêm gan do uống rượu này, viêm gan do nhiễm độc trì này, viêm gan do nhiễm độc đồng này, viêm gan do sử dụng quá mức về thuốc này, viêm gan do sán này, vân vân, thì lúc đó gan nó đã bị tổn thương rồi. Nhưng tại thời điểm viêm á, nếu mà điều trị thì cũng có thể khỏi được. Nếu mà viêm gan mà không do virus, còn nếu mà viêm gan mà do virus thì cái khả năng mà phục hồi là rất là khó. Cái quan trọng là làm cho gan nó tốt hơn. Nó giống như các bạn mà ban đêm á, trước khi đi ngủ đóng cửa thật là kỹ, rào chắn cẩn thận, cửa trên cửa dưới luôn, khóa thật chặt vào, bỏ ngoặc, cái hệ thống báo cháy thì mình phải tốt nha, thì mình mới khóa thật chặt vào. Và ban đêm mà bạn nào đó mà cái đồng nghiệp hành nghề hay ngón của quần chúng nó di chuyển á thì nhà mình nó cũng không để ý. Thì cái nhóm mà di chuyển ban đêm ở những cái thời điểm mà không ai đi á, nó giống như virus vậy đó. Còn chúng ta giống như cái gan vậy đó. Nếu mà chắc thì cái việc mà bị tổn thương rất là khó. Ngoài ra bố bị, mẹ bị, hoặc là mẹ hoặc bố bị, con chưa chắc đã bị. Đó là viêm gan siêu vi B, nó đặc điểm như vậy. Nên chúng ta phải tìm hiểu để tư vấn cho người ta hiểu vấn đề này. Và cái nữa là ở Việt Nam, ở vùng nhiệt đới thì cái việc mà chích vaccine là điều bắt buộc. Có những vaccine là bạn phải xếp hàng rồi không được chích nữa luôn ấy. Giống như đợt này là đâu phải ai được chích đâu, phải xếp hàng. Mấy người bạn mà trong đội phòng chống dịch ở chỗ thầy á thì mới được chích đấy chứ. Còn những người còn lại đâu được, phải chờ đến bao giờ thì từ từ chờ là biết. Còn những trường hợp này có sẵn luôn, có sẵn ở Pasteur, ở các trung tâm y tế dự phòng, ở VNVC vân vân, rất là nhiều luôn. Miễn là sao chích đúng lúc, đúng thời điểm thôi. Đây các bạn thấy không, mình và người cái màu đỏ, đỏ thì đẹp nhưng mà đỏ đây không có vui. Mình thích màu xanh kìa. Một trong những số những nước mà có cái màu xanh thì có một cái môi trường rất là tốt, đó là Canada. Họ cũng không nhắc đến Mỹ nha. Canada, Úc, một bộ phận ở Úc, rồi New Zealand, rồi một số các cái quốc gia khác thì hoặc là một số nước châu Âu thì có cái môi trường nó tốt, cái khả năng bị nhiễm bệnh thì rất là khó. Và ở một số quốc gia ở châu Á của chúng ta đó thì cái việc mà những người mà bị viêm gan siêu vi mà tới quốc gia của họ thì không
là họ không có tiếp mà không cho nhập cảnh, đó người ta làm rất là gắt luôn á. Còn chúng ta thì không có rõ lắm đó, như vậy chúng ta nó có thể quản được. Ví dụ như là ở châu Á mình có Đài Loan, y tế rất là tốt. Đài Loan mình đi chỗ này y tế rất là tốt, cực kỳ tốt luôn, tới mức mà bên đó mà điều dưỡng mà cử nhân điều dưỡng mà thất nghiệp phải thạc sĩ điều dưỡng cho lên có việc làm, nó trình độ cao như vậy luôn á, và cái khả năng mà chăm sóc y tế cũng tốt. Thứ hai là Nhật Bản, nhưng mà Nhật Bản thì bây giờ dân số già quá nên mục tiêu người ta chỉ chăm sóc người già thôi. Còn Việt Nam thì rơi vào cái vị trí là nhiệt đới gió mùa nên cái màu là màu đỏ này đó. Do vậy thì làm sao chúng ta tư vấn cho nó tốt, và các bạn làm được bên rất nhiều bên luôn á, ví dụ như là vừa có thể làm bên dinh dưỡng được nè, ngoài cái việc bán thuốc ra vừa có thể làm bên xét nghiệm được nè. Thì các bạn sờn coi cái giám đốc trung tâm kiểm chuẩn thành phố Hồ Chí Minh là ai, là tiến sĩ dược á, thầy Tâm, thầy Trần Hữu Tâm là giám đốc trung tâm kiểm chuẩn đó. Chúng ta làm được rất nhiều, đó là lý do tại sao mà chúng ta ra trường chúng ta có nhiều lựa chọn khác nhau, và nào đi lúc nào cũng tốt, nghĩa là sao đi cho nó thì cho nó chắc là được rồi. Nên khi mà mình chấp nhận cái màu đỏ này á thì mình phải làm sao dự phòng nó tốt. Ở Việt Nam á là cái đội ngũ dự phòng rất là làm việc rất là hiệu quả, nhưng mà ở các quốc gia khác á là người ta không học về dự phòng đâu, vì học dự phòng á tiền ít, lương rất là thấp. Để hình như anh chàng này nè, là cái ngành mà bác sĩ học dự phòng á, họ y tế công cộng á, là nó cho sinh viên quốc tế học, còn một số cái ngành khác là sinh viên quốc tế không được học, ví dụ như là ngoại thần kinh của sinh viên quốc tế không học, phải quốc tịch Mỹ đang học, mà học bên đó là từ 13 đến 15 năm mới đạt, chứ không có chìa khóa như Việt Nam. Do vậy khi mà ta ra là ta rất là chắc, nhưng mà chắc về chuyên thôi, nên nó thấy cái đợt này nè là nó phòng dịch là không nổi như vậy đó, vì dân dự phòng có, trong khi Việt Nam rất là nhiều, Việt Nam rất là nhiều luôn. Mà còn cái anh chàng nhỏ nhỏ này cũng cực kỳ mạnh mà, Cuba là một trong những quốc gia mà có nền y tế cực kỳ mạnh luôn trên thế giới luôn á, nó không thua kém gì Mỹ đâu, mặc dù quốc gia rất là nhỏ xíu luôn. Mình phải nhờ nó đào tạo luôn á. Và cựu danh thủ ông Maradona ông mất rồi á, cái lúc mà ông muốn giảm ký á, ông qua đây người gì này mới giảm ký được, cắt bán phần dài đi mới giảm ký được. Rồi đó là một số cái vấn đề liên quan á, mình thấy được như vậy mình biết rồi. Chúng ta để ý cái phần phòng dịch, mà cái liên quan tới việc mà tiếp xúc với người dân á, các bạn được sử dụng thế, vì người ta tới với nhà thuốc nhiều hơn đối với tới với phòng khám, đã tới với nhà thuốc rất là nhiều luôn. Và hiện nay cái phòng tới các nhà thuốc thì hiện nay mọc lên khá là nhiều, đó là ưu thế trong vấn đề mà phòng dịch. Rồi đây là một số cái đường lây này, ví dụ như là lây qua đường máu này, thì cái lây này là hiện nay kiểm soát được. Nếu mà máu mà có một người nào đó bị nhiễm khuẩn ha, ví dụ nhiễm siêu vi chẳng hạn, thì chắc chắn thì người ta sẽ không có truyền cho người khác. Hôm qua mấy ngày 6, hôm qua thứ năm thì một trường ở Bình Dương á tổ chức hiến máu nhân đạo, thì cái xe từ Chợ Rẫy đi thẳng qua đó và lấy cái một sinh viên là một đơn vị máu về, và khá rất nhiều luôn, rất nhiều bạn đăng ký luôn, và rất nhiều bạn mà dưới 45 ký cũng hăng hái đăng ký, nhưng mà người ta từ chối một cách cũng phải lý do quá nghẹn ký bằng không là xong rồi. Thế nhiệt tình quá nó nhỏ thôi, em ráng về ăn được nhiều vào, khi nào trên 45 ký thì lấy. Rồi cái thứ hai nữa là liên quan đến quan hệ tình dục, thì nếu mà quan hệ tình dục an toàn thì rất là khó bị. Thứ ba là từ mẹ sang con, thì người mẹ khi mà bị á thì phải đi trước, tức là trước khi mà có muốn có con á thì phải chuẩn bị kỹ, chuẩn bị những gì nhỉ? Tài chính là một này, thứ hai là chích ngừa, ví dụ như là trước khi mà muốn mà có con thì phải chích ngừa một số cái bệnh lý mà có thể xảy ra liên quan tới phụ nữ, vậy phải tìm hiểu kỹ một chút xíu. Rồi cái nữa là sau khi mà con sinh ra thì đương nhiên 24 giờ sau sinh ra được tiếp rồi, do đó thì cái việc mà từ mẹ chuyển sang con hơi khó, mặc dù á là trong quá trình sinh thì cái cơ hội mà bị của con rất là cao. Cái niêm mạc mắt của con á nó sẽ trà sát lên cái đường cái cửa bình của người mẹ, do vậy thì nếu mà chỉ cần chảy xước thôi là cái nguy cơ bị rồi. Nên những người này nếu mà
người mẹ mà bị viêm gan siêu vi B thì người ta sẽ tư vấn nên chăng xin đừng mổ, an toàn hơn, nhanh hơn và cái khả năng mà tiếp xúc của con với mẹ nó bị ít hơn. Còn nếu mà sinh qua đường bình thường là cái thời gian tiếp xúc rất là lâu, cực kỳ lâu luôn, nên khi đó mà ra nhỏ mắt là rửa cái niêm mạc mắt của con thì đi không kịp. Đó là lý do tại sao mà ta vừa mới tư vấn và người mẹ này quyết định tất cả, hiểu xong thì quyết định. Rồi cái nữa là hiện nay thì có một số cái vật dụng cá nhân đó, các bạn được để ý cái việc mà làm đẹp là quyền của mỗi người. Rồi cái việc mà làm móng cho nó nhìn cho nó đẹp, rồi vệ sinh cái móng thì là quyền của chúng ta, vì chúng ta chi cho cái dịch vụ đó. Nhưng mà lưu ý á, là đây là những cái dịch vụ mà có nguy cơ, làm móng hay là làm nail á, đây đó. Và nam thì hiếm khi làm cái này, thường thường là nữ thôi. Nên là khi mà làm thì nếu mà mình muốn làm đẹp không sao cả, các bạn chịu khó bỏ ra một chút xí tiền mua cái bộ làm móng luôn, rồi đem cho người ta làm giùm, cũng là một cái ý kiến ha. Rồi cái thứ hai là ở nam á, ví dụ như đi cắt tóc chẳng hạn thì nguy cơ là chỗ nào nhỉ? Cạo cái tóc nhỏ là một, cạo râu là hai, nhiều khi mà hứng lên là cạo mặt nữa, đắp mặt nữa, rồi quấy lỗ tai nữa, vân vân. Thì cũng như là các bạn nữ vậy thôi, thì mua một bộ dụng cụ á, thì nếu mà cảm thấy là cần thiết thì mua. Còn ở trong gia đình á, dù thân cỡ nào đi thì thân, nhưng mà nhìn số người đến số mặt chảy ra không có xài chung nha, không có xài chung vì nó dơ lắm, cái gì chứ xài chung nó dơ. Và hiện nay có một số cái loại chải đánh răng mà nó hiện đại hơn á, thì mỗi người một cái, giống như là các bạn có nhớ cái tăm nước không, tăm nước á, mua mỗi người một cái cho nó khỏe, đỡ phải đánh cái tăm nước. Nếu không rõ thì tối về thì chụp cái tăm nước của thầy để gửi cho lớp xem. Mới được một bàn tặng cái tăm nước đó, người thân tặng. Nó cũng giống như cái bàn chải răng vậy thôi, nhưng mà nó không có bàn chải thôi, sạc điện xài á, thành chơi dùng cái nó tốt lắm. Các bạn có coi sao nhập ngũ không? Khánh Vân cũng xài cái tăm nước á, chứ không xài cái tăm chải răng nữa, tăm nước. Rồi đây là một số cái thể bệnh lớp để ý nè. Cái gì mà cấp á thì nó nặng thì nó nặng thiệt, nhưng cái khả năng hồi phục thì nó có. Còn đối với viêm gan siêu vi á thì thường là cấp thay mặt, ta dựa vào thời gian, ví dụ như là dưới 6 tháng á thì người ta gọi là cấp, còn sau 6 tháng á là mạc. Nhưng mà có một cái vấn đề như thế này là chúng ta đâu có đi khám sức khỏe thường xuyên đâu mà biết. Mặc dù bây giờ nè, nếu mà đi khám sức khỏe tổng quát, ít nhất các bạn sẽ được khám sơ sơ về các cái cơ quan chính. Thứ hai sẽ được chụp X quang coi phổi có bị gì không. Thứ ba là sẽ được siêu âm bụng coi bụng có bị gì không. Thứ tư đo cái tim hình tí, điện tâm đồ. Và thứ năm là một loạt những xét nghiệm men mạc cơ viêm gan, men gan, lipid máu, đường huyết, độ lọc cầu thận. Đó, chừng đó là đủ rồi. Và khi mà làm thường xuyên như vậy thì cái mức mà 6 tháng á thì mình mới biết được chứ. Người ta đưa ra 6 tháng có lý người ta đó, một năm làm 2 lần. Nếu mà chúng ta làm đều như vậy thì cái việc mà cái nguy cơ mà trên 6 tháng mới phát hiện ra là không có. Còn nếu mà 5 năm mới làm một lần thì là đúng rồi. Do vậy thì cái việc mà chúng ta muốn có một cái quá trình học tốt và sau này chăm sóc tốt thì trước hết thì phải chăm sóc chính bản thân mình. Không bao nhiêu hết á, chúng ta hãy sử dụng cái thẻ bảo hiểm của mình là đủ rồi. Bảo hiểm có hỗ trợ cái này mà. Không được 100% nhưng được một số phần trăm nào đó. Và cái việc mà xác định cấp hay mạng thì mình sẽ có cái xét nghiệm này lắm, cái IgM với IgG. Nên là không là thầy vô tình thầy biết cái cục này ra, nhưng mà cũng có ý hết á. Đây, đó là một số lưu ý. Còn nếu mà để thành viêm gan siêu vi mạng, siêu vi B mạng rồi á thì phải chấp nhận sống chung với nó rồi. Rồi có thể nguy cơ là sơ này, có thể có khi nguy cơ là ca gan. Cái từ ung thư mình tạm thời mình không có dùng ha, mình dùng từ ca đi, mà dùng hai cái giống nhau, dùng cho nó nhẹ bớt á, nhẹ bớt đi. Chứ nặng như nhau mà. Rồi về lâm sàng các bạn để ý này, nó có cái gì đó, nó có gì đó điển hình không?
giai đoạn của bệnh chỉ điển hình là quá dài hơn 2 tháng, như vậy mức độ lây rất là lớn à. Nếu mà trong giai đoạn của bệnh là người bệnh mà không phát hiện ra, có thể là ăn uống được, ăn chung uống chung thì cũng nguy cơ, nếu mà một trong hai hoặc là hai có xây sát cái gì đó ở vùng niêm mạc. Kế nữa là xài chung, đặc biệt là cắt móng chân móng tay á, nhiều khi trong gia đình hay xài chung lắm, mà cắt thì hơi lố một chút xíu là chảy máu là không có vệ sinh. Rồi một số cái mà liên quan đến việc tiếp xúc với những vùng da bị tổn thương. Còn thời kỳ khởi bệnh không có điển hình, sốt như vậy ai cũng có thể sốt được, rất nhiều bệnh có thể sốt nhiều lắm. Thời kỳ bệnh phát thì có mỗi vàng da thôi, da màu vàng thôi. Da vàng thì giống như là chúng ta nhớ cái màu cũng lệ, nó gần giống như vậy, ghê lắm. Cái vàng không dám sờ luôn, mà đeo lên tay dù sẵn, mặc dù là nó cũng không ảnh hưởng gì nhiều. Rồi lui bệnh thì có nghĩa là cái biểu hiện ở ngoài da nó trở lại bình thường, nhưng mà xét nghiệm thì HBSAg vẫn là dương tính, nó dương thì dương luôn. Và cái người đó là chấp nhận là sống chung với siêu vi đó. Nên là đối với những trường hợp bệnh lý này nè, thì lâm sàng chỉ gợi ý thôi, à có vấn đề gì về bệnh lý về gan thôi, còn muốn chốt lại là bị cái gì của gan thì phải xét nghiệm. Xét nghiệm có vai trò khá là tốt trong lĩnh vực này. Do vậy thì hiện nay á, các phòng khám hay là các bệnh viện á, sẽ thường sẽ liên kết với một cái trung tâm xét nghiệm rất mạnh, để đó người ta làm, người ta đầu tư, người ta làm rất là kỹ. Ví dụ như các bạn để ý ở thành phố Hồ Chí Minh mình á, thì gần như không ai qua được Medic hết. Medic vừa rất là mạnh và nó có truyền thống rồi, và xét nghiệm rất là chính xác. Đó là lý do tại sao mà tất cả các bệnh viện được chấp nhận hết, mặc dù là lĩnh vực xét nghiệm là một trong lĩnh vực là không chấp nhận kết quả của tuyến dưới, mặc dù là có quy định rồi mà ta không chấp nhận. Ví dụ xét nghiệm ở bệnh viện huyện đi lên mặc dù phải làm lại, người ta không muốn tin, rất là khó, khó luôn. Đây một trong đây là 4 ý. Ví dụ thầy sẽ hỏi các bạn là nếu mà muốn xác định viêm gan á, thì các bạn sẽ đề xuất cái cận lâm sàng gì? Câu này hỏi dược được, dược làm được. Thứ hai là muốn biết tình trạng tắc mạch hay không á, thì dựa vào thông số nào. Thứ ba nữa là cái chức năng gan á, làm sao mình biết chức năng gan có vấn đề, dựa vào cái thông số nào. Ví dụ men gan đó là men gì nhá. Rồi huyết thanh cận lâm siêu vi là mớ này, 1 này 2 này 3, nó sẽ trả lời cho các bạn 3 ý luôn. Thứ nhất, bệnh nhân này có bị hay không. Thứ hai, bệnh nhân này cấp hay mạng. Và thứ ba, bệnh nhân này đang có lây mạng hay không. Đó là đều trả lời được hết luôn. Và đó là những ý mà cái huyết thanh chẩn đoán hay mặt cơ nghiêm ma siêu vi trả lời được cho chúng ta. Và những cái câu đó được sự trả lời quá đơn giản luôn, tư vấn trực tiếp được luôn, hỏi là sẽ trả lời được luôn. Đó là cái lợi thế của chúng ta. Còn những cái phần nào mà sâu hơn thì để bệnh viện ta làm, mình chỉ làm những phần mà mang tính cộng đồng thôi. Đây cũng lắm xem, ví dụ men gan này. Đó, men gan thì thường á là men gan thì các bạn chú ý, có khi là thầy viết là AST ha, có khi thầy viết là ALT, nhưng mà khi lại viết là những cái khác như là SGOT, rồi nhiều khi là viết SVPT. Thì mình phải hiểu là nó là tên nó giống nhau. Còn tại sao giống nhau? Luật hóa sinh lại bên đó có hướng dẫn các này, hoặc là sinh hoặc sinh học á, AST thì giống như SGOT, ALT cũng SGPT. Còn nếu mà bệnh nhân nào mà có cái thông liên uống rượu nhiều á, uống như chưa bao giờ được uống á, thì làm thêm cái GNT là cái điển hình của những người mà uống rượu nữa là ổn. Tại sao ổn thì nếu mà chúng ta có muốn tìm hiểu thì thầy sẽ chia sẻ nhé. Vì cái này thì liên quan đến sâu hơn về lĩnh vực xét nghiệm hơn. Đó, thì khi mà chúng ta muốn xét nghiệm về gan có bị viêm hay không thì hãy chú ý. Mà thường á là chúng ta để ý là cái bên xét nghiệm luôn luôn có thông số bình thường. Như vậy các bạn không phải học số bình thường, chỉ coi là nó có hơn số bình thường bao nhiêu. Còn khi mà lên số, lên kết quả đó thì nó chỉ lên một chút xíu thôi, là nó báo chữ H là 2 á, hoặc là báo chữ L là giảm á, thì đó là cái máy nó báo. Còn muốn mà tăng mà ghi nhận gì đó thì phải gấp. Nếu cấp có thể gấp khoảng 10 lần trở lên. Ví dụ bình thường là khoảng 45 đơn vị quốc tế UI trên lít á. Còn cái này có thể liên cấp thì có thể lên 450 hay là 500 lần.
Còn cái việc là nó liên quan đến cơ hay là gì đó thì khi nào mà chúng ta học hình như là trong hóa sinh có một phần nhỏ nhỏ hóa sinh lâm sàng có đề cập hai cái này. Phần nhỏ nhỏ rồi về tắc mật thì các bạn chú ý được cái bilirubin ha, bilirubin. Và khi mà nhắc tới bilirubin thì thường là tắc hay là rối loạn ở trước gan hoặc tại gan thôi nhá. Còn sau gan thì liên quan đến cái gì nhỉ? Những trường hợp mà bệnh lý về gan mật đó liên quan đến vàng da, nếu mà sau gan thì thường liên quan đến tắc hoặc là chèn ép thôi, tắc hoặc là chèn ép thôi. Còn nếu mà muốn liên quan tới bilirubin đó, một là ở tại gan có vấn đề, hai là trước gan, cái vấn đề trước gan là tán huyết đó, chảy máu ồ ạt mà hồng cầu bị vỡ, hemoglobin được phóng thích ra theo chu trình chuyển hóa của hemoglobin thì bilirubin được tạo ra rất là nhiều. Nên nếu mà cái gan nó quá vàng đi, người ta sẽ định cái bilirubin này, người ta sẽ đoán được trước gan hay là tại gan, có thể siêu âm hoặc là chúng ta sẽ xác định thông qua các cái chuẩn chuyển hóa. Đó, các bạn thấy đi, khi mà siêu âm thì rất là lợi hại luôn. Còn cái siêu âm là cũng có cái cận lâm sàng, nhưng bên trường mình không tiếp cận được, ngay cả bên y cũng rất là ít bạn tiếp cận luôn, vì khi mà siêu âm á, bạn siêu âm phải tự đọc luôn cho kết quả, nó không giống như các cái kỹ thuật khác, ví dụ X quang á thì một người đo một người đọc được, điện tâm đồ ai đó đo thì đọc được không sao, nhưng mà siêu âm thì người nào đo người đó phải đọc. Và siêu âm chúng ta biết rất là nhiều, ví dụ như các bạn nghe nói gan nhiệt mỡ đúng không, thì bắt buộc phải dùng kết quả của siêu âm, còn nhìn không thấy rồi chụp thì chịu, các lớp thì không ai các lớp trên những cái kỹ thuật đơn giản hết, nên siêu âm thì mới phát hiện ra đó. Còn sơ gan thì đầu tiên siêu âm nó sẽ thấy những cái cấu trúc mà lộn nhộn, nó vờ không đều đó, thì người ta nghi ngờ đoạn tiếp theo, tức là từ cái xét nghiệm tổng quát, nếu mà nghi ngờ bệnh nhân nó có vấn đề thì sẽ xét nghiệm chuyên sâu, và xét nghiệm gì bây giờ cũng có hết, kể cả xác định coi con đó có ông bố với đứa con cùng huyết thống hay không, mình còn làm được mà, thì lấy cái này làm rất là dễ, thì dễ chỉ cần muốn làm hay không thôi. Ở nhà cũng được ha, người ta tới lấy máu là xong, đơn giản. Rồi về chức năng gan thì chúng ta xem cái albumin một tí. Các bạn còn nhớ albumin này thì tới cái áp suất gì không? Ba áp suất mà mình đã học á, mình học áp suất thủy tĩnh rồi nè, áp suất thẩm thấu rồi nè, áp suất keo rồi nè. Vậy albumin nó liên quan áp suất, áp suất keo, áp suất giữ nước, nó có vai trò rất là quan trọng. Rồi liên quan đến vitamin K thì nhắc tới vitamin K thì liên quan hoạt động gì của cơ thể nhỉ? Vitamin K liên quan hoạt động gì của cơ thể? Đó là khả năng gì? Khả năng cầm máu ha. Và vitamin K thì cũng liên quan đến gan, liên quan đến một số yếu tố như là yếu tố số 2. Do vậy thì các bạn cũng đánh giá về chức năng gan là phải biết về vitamin K này. Rồi đây là huyết thanh chẩn đoán, đây lớp đẩy nè, nhắc lại ha. Nếu mà HBSAG á thì cho chúng ta biết là bệnh nhân có bị hay không, có bị hay không. Nếu mà đã bị rồi thì câu thứ hai là cấp thay mạng, cấp thay mạng thì các bạn sẽ dựa vào IgM, IgG nha, IgM anti-HB, anti-C, cứ nhìn vào đó đoán, nó đoán thôi, nói không sao cả, đúng mà. Ví dụ như các bạn thấy IgM anti-HBC mà dương tính thì các bạn nói là trường hợp này là trường hợp cấp, không sao, đúng mà. Rồi nếu mà IgG anti-HBC mà dương tính thì là mạng, và sau khi biết cấp hay mạng xong á thì coi nó là hay không, thì dựa thông số này HBO thì HBO là dương tính, chứng tỏ là virus đang nhân lên, đây là thời kỳ mà lây khủng khiếp nhất, chút xíu là lây luôn. Và nếu mà anti cái HBeAg dương tính mà anti HBe âm tính, có nghĩa là cơ thể mình chưa có kháng thể, nó sẽ dở hơn. Còn trường hợp thứ hai là HBeAg này âm tính còn anti của nó là dương tính, chứng tỏ là cơ thể mình có sức đề kháng, có kháng thể nhá. Do vậy thì các bạn sẽ làm thêm một cái anti HBe nữa. Ngoài ra hiện nay á còn có rất nhiều cái xét nghiệm liên quan đến siêu vi, có những xét nghiệm mà rất là mắc tiền như là DNA, DNA HPV, HPV thì DNA HPV có kết quả, cái cách làm và hiệu quả không hơn gì HBeAg hết.
mà HBeAg á thì cái chi phí rẻ lắm, mấy chục đến trăm phần trăm một tí. Còn HPV đi nay thì ít nhất là trên 700.000 một lần, một lần làm á, rất là tốn tiền. Còn nếu ai có điều kiện thì làm hết không sao, làm hết một lần thì tốn mấy triệu đó không sao cả. Người ta có điều kiện mà người ta tầm soát từ A tới Z luôn. Còn mình nó thì mình chỉ dựa vào những thay đổi và cho những xét nghiệm phù hợp thôi. Vì trong bệnh viện nếu mà bác sĩ mà cho xét nghiệm sai, tức là xét nghiệm không có trùng với chẩn đoán á, thì tiền đó bác sĩ sẽ trả, bệnh nhân không nên trả. Và bác sĩ trả thì bác sĩ có tiền là mình trả hết tiền. Rồi viêm gan siêu vi cấp là đấy nè, qua cái mảng tính thì gần như không nhiều. Thứ hai, cái loại mảng tính này chia làm hai. Một cái thì cái siêu vi B nó không có hoạt tính, nó ẩm luôn. Một cái nó hoạt động và chuyển qua cái K thì rất là ít, tỷ lệ cực kỳ ít luôn. Nên mình chỉ sợ là nó bị lây thôi, bị lây thôi. Và cái tỷ lệ người dân bị nhiều thôi. Chứ còn mức độ nguy hiểm thì không bằng siêu vi C, siêu vi C nguy hiểm hơn. Về cái nguyên tắc điều trị thì đây, tóc xem coi mình có thể tư vấn được gì đây này. Một á, là nếu bệnh nhân đó là nam thì chú ý với cái chất kích thích này tí, nó ảnh hưởng tới gan á. Còn nữ thì mấy cái đồ chua cay gì đó cẩn thận, vì mình cái đó mình hay thấy người ta ăn á. Và cái nữa là cho thuốc, mình là học dược thì đương nhiên phải cho bệnh nhân uống thuốc rồi, nhưng mà nếu mà có những cái phương pháp điều trị nào không dùng thuốc phù hợp với bệnh nhân mình nên khuyến khích, còn không nhất thiết phải dùng thuốc. Còn những trường hợp mà bắt buộc dùng thuốc thì phải chịu. Cái nữa là ngủ nghỉ thì vấn đề này ngay cả sinh viên mình cũng không nghe, cũng không tuân theo được. Mà ví dụ như người ta thường là khuyến cáo là buổi tối từ buổi lúc 11 giờ là tốt nhất, và buổi sáng dậy lúc 4 rưỡi 5 giờ. Nhưng mà lúc đó thì sinh viên mình cũng đang gần cái thời điểm mà đang tỉnh nhất có thể 11 giờ, còn 4 rưỡi 5 giờ sáng đang cái lúc mà kêu dậy và không dậy được rồi, chỉ trừ là bị mất tiểu thì mới đi dậy được thôi. Do vậy phải tập rất là nhiều. Nên cái việc mà nghỉ ngơi á, cái việc mà nghỉ ngơi nhưng mà các bạn mà tư vấn được, bản thân mình thay đổi được, mà bệnh nhân thay đổi được thì sức khỏe phục hồi rất là nhanh. Ngủ là cái hình thức phục hồi sức khỏe rất là nhanh, và mất ngủ là hình thức phá sức khỏe rất là nhiều. Và điển hình là một trong những cái hậu quả của mất ngủ mà xảy ra ở phụ nữ sau khi sinh đó là gì? Những phụ nữ sau khi sinh mà sáng cả nhà thức, người đó thức, còn tối cả nhà ngủ, người đó thức á, đó là tình trạng mất ngủ á. Mất ngủ rồi con lại khóc nữa, chồng nó ngủ một giấc tới sáng luôn, tại vì tội nó sáng mai nó đi làm nên nó không có được, không được thức. Thì chuyện gì xảy ra? Rất là dễ bị trầm cảm, rất là dễ bị trầm cảm. Còn nếu mà những người già đó mà mất ngủ thì chuyện gì xảy ra? Bệnh nặng hơn. Còn chúng ta mất ngủ thì sáng hôm sau lên lớp ngủ bù, nhưng mà nhớ là đem theo khăn ha, và một số dụng cụ hỗ trợ để làm sao giấc ngủ mình đẹp nhất. Và những bạn mà ngủ trên lớp có một cái lợi thế, và thầy nói chắc chắn luôn là một lợi thế rất là lớn, đó là không nói mớ và không ngáy thì mới dám ngủ trên lớp, đúng không? Thì đang ngủ mà nói mớ một cái hết hồn mà mình cần thì sao? Đó, nên là bạn nào mà ngủ thì cứ để cho bạn ngủ thôi, nhưng mà về cái mặt sàn thì cơ hay bị cứng. Rồi cái nữa, cái dù mà hóa chất này, theo các bạn nghĩ cái gì về hóa chất này? Mình có nhập hóa chất vào cơ thể không? Bao la, hóa chất nhiều loại mà. Mấy cái đồ uống của mình là gì? Hóa chất. Bia thì cũng hóa chất. Nước ngọt cũng phải là hóa chất không? Đó là nhiều chất kích thích, bò hút, bò cụm, vân vân. Nên chỉ cần là điều tiết cái miệng thôi là chúng ta rất là khỏe. Bệnh là do miệng mà ra mà bị đen nhá, thì báo chất cũng tương tự thôi. Do cái nữa là phòng bệnh. Phòng bệnh mình phòng được không? Mình phòng được không? Cố gắng tối đa thôi. Cố gắng tối đa thì chứ phòng 100% là không thể. Ví dụ chúng ta ăn cơm, gạo chưa chắc là tốt. Gạo nhiều khi ta vung lúa, người ta trồng lúa ta vung hóa chất thì sao? Mình làm thì cũng tác động không được. Rồi thịt, rau, chúng ta đã từng mua rau cải nó dài là dài đó, làm sao mà nó được như vậy. Rồi rau muống á,
đang muốn nghe nói cái gì đổ gì vô á, nghe ghê luôn á. Nhớ nè, đi đâu muốn chồng mà nó xanh mượt đấy luôn, một xanh á, đó rất là nhiều cái mà mình không thể có thể mà họ đảm được nguồn cung cấp. Do vậy mình chọn cái gì tốt nhất có thể, ví dụ mua rau về thì nó khoảng 5-6 lần rồi xong còn không nhìn ra gì ăn mua rau nữa, sạch thì sạch thiệt nhưng mà lúc đó là vò nó nát hết rồi. Do vậy cái phòng bệnh á, nếu bạn làm phòng tốt á thì lúc đó thì sức khỏe của bản thân mình, của người thân mình sẽ tốt. Ưu thế của cái sinh viên dược hay là trong nhà có dược sĩ đó là gì? Đó là cái tủ thuốc, nó thuốc có mang tính cập nhật hơn. Chúng ta ở nhà bố mẹ mình đó, từ khi mà mình vô mình học đại học dược rồi đó, cái tủ thuốc nó có khác gì trước khi mình chưa học không? Nếu mà chưa khác thì mua đọc về làm cho nó khác nhá, mình mua về cho nó khác. Những cái thuốc thông thường thôi, nó thông thường thôi. Ví dụ như nhà ai mà có những người thân mà có nguy cơ thì bệnh về huyết áp chẳng hạn thì bổ sung lên máy đo huyết áp. Những nguy cơ về đường huyết hoặc là có bệnh lý về đái tháo đường chẳng hạn thì bổ sung que thử máy đo vân vân. Còn một số cái thuốc thông thường đó là lưu ý. Còn đây thì có cái vaccine rất là lợi hại, nên là có những cái giai đoạn mà người ta có cái phong trào mà chống vaccine á, bài xích vaccine nó rất là sợ, cực kỳ sợ luôn. Ở trên mạng có một giai đoạn là nói rất là nhiều luôn, hai phong trào mà sợ là sợ luôn. Phong trào thứ nhất là anti vaccine, phong trào thứ hai là phong trào gì nhỉ, xanh tự nhiên, rất là sợ luôn. Ở Việt Nam, đất nước ở vùng nhiệt đới gió mùa rất là khó mà không có vaccine, phải có vaccine. Nên chuyện đó là chuyện không thể ha, chuyện không thể mà không xài được. Do vậy thì mình chọn làm sao nó phù hợp nha, chọn làm sao phù hợp. Trong chương trình tiêm chủng mở rộng thì có rồi, an tâm, có vaccine rồi. Đây là một số cái hỗ trợ thêm này, chúng ta xem này, một số cái hỗ trợ thêm. Thứ nhất là cái vấn đề về ăn uống, cái vấn đề về ăn uống thì cái thực ra nếu mà có điều kiện thì ăn nhiều cái trái cây tươi, cái trái cây mà có chỉ số đường huyết đó, cái GI mà nhỏ 55 á thì mới tốt nha. Chứ ăn mít nhiều không tốt, ăn mấy đồ nóng không tốt, ăn lê thì tốt, ăn mật thì tốt chứ ăn mít cũng không tốt. Những cái mà ngọt, rồi ăn bánh bía cũng không tốt luôn, mấy cái thì cái GI nó quá cao. Nên ăn trái cây tươi, nhưng mà các bạn ra xem cái chỉ số GI mà dưới 55 thì mới tốt, hoặc quá lắm là 55-70. Còn nếu mà cái trái cây hay là đồ ăn nào mà GI chỉ số đường huyết của thực vật, của thức ăn mà trên 70 thì không nên dùng. Cái thứ hai là cái chia nhỏ bữa ăn, với điều kiện là mình không thể ăn được cùng một bữa thôi, chứ nếu mà tốt nhất là một ngày ba bữa. Vì tại sao mà mình phải dùng một ngày ba bữa? Vì nó ứng với ba cái định của insulin. Vì chắc chắn rằng trong bữa ăn của chúng ta, cái năng lượng mà do tinh bột cung cấp nó là nhiều nhất. Vì mình là nền văn minh lúa nước, bữa ăn phải có nhiều cơm. Còn nếu mà ai ăn mà ít cơm, ăn rau không, ăn kiêng á, người đó là thiểu số thôi, còn lại phần đa số là cơm vẫn nhiều. Nên khi mà ăn á, thì phải chú ý cái định một chút xíu, sáng, trưa và tối tới thời điểm đã nhắc rồi, chúng ta nhớ. Còn cái việc mà chia nhỏ bữa ăn thì dành cho những người mà có thể là liên quan đến vấn đề mà tiêu hóa không tốt lắm. Còn các bạn nên chọn cái phương án từng ngày 3 bữa là phù hợp. Còn nếu mà sau 22 giờ muốn ăn thì phải có cái kế hoạch. Ví dụ là mình đang ôn thi, cần học bài khuya một trong một hoặc hai ngày gì đó nha. Còn nếu không thì nó sẽ ảnh hưởng tới cái cân nặng của mình. Vì cái cơ thể mình nó hơi lạ một tí, chúng ta biết cái sự lạ rồi đúng không? Là nó hay chuyển qua cái tinh bột đó, nó xong nó vô là gluco nó nhiều quá, nó chuyển qua chất béo. Mà chất béo thì nó tích lũy ở đâu nhỉ? Mô mỡ. Và mô mỡ thường ở chỗ nào mà mình muốn nhỏ thì nó tích lũy lại thành to. Đó, cái cách của cơ thể con người là nó làm như vậy đó. Ví dụ như vòng 2 thế nào. Rồi cái nữa là cái việc mà tiếp xúc á, thì bên cái dược á, các bạn ít tiếp xúc với cái dịch tiết, đó là điều rất là may mắn luôn. Nên rất nhiều các bạn đã lựa chọn cái dược chỉ vì lý do cơ bản nhất, lý do mà cao nhất là em sợ máu, em không có học y, em học dược, đó là lý do hay á. Cái thứ hai là khi mà tiếp xúc với vật sắc nhỏ đó, thì gần như là bên dược ít tiếp xúc với vật sắc nhỏ. Có chăng là cái kéo của mình mà sợ gì, mà kéo cắt vào đâu, cắt cuốc thôi.
biết ai cắt chỗ khác lắm. Trường hợp nổi cột cơn thôi, trường hợp nó hiếm. Rồi cái nữa là khử trùng dùng y khoa, cái này thì đi dược đỡ không phải làm. Cái này thì cái mà bệnh y làm thôi. Nên là khi mà các bạn thử đường huyết cho bệnh nhân thì nhớ chú ý cái kỹ thuật mà đưa cái mũi tim á để lấy cái nắp nắp lại nha. Cố gắng cái đó là cái nguy cơ thôi, còn lại gần như là các bạn ít tiếp xúc nguy cơ. Còn trong cuộc sống hàng ngày, ví dụ như là làm nail hoặc là đi cạo râu hoặc là chỉnh sửa gì đó gương mặt đó thì chú ý một tí. Và hiện nay có rất nhiều bạn nữ cho phép cho những người mà bằng cấp không rõ ràng chỉnh sửa cái gương mặt của mình, rất nhiều luôn, mà lại không có đến những nơi mà người mà có cái niềm tin, có đầy đủ cái cơ sở vật chất. Nên là chúng ta chú ý làm sao đó để cho mình có một cái việc mà tiếp xúc với yếu tố nguy cơ là thấp nhất có thể. Tóm lại, đối với viêm gan siêu vi nói chung hay là viêm gan siêu vi bé nói riêng thì đây là một bệnh truyền nhiễm. Các bạn nhớ đã là truyền nhiễm rồi thì lưu ý coi con đường truyền, và dựa vào cái con đường truyền đó mình có cái phát hiện ra, và cái bệnh lý này thì xét nghiệm nó phát hiện sớm nhất rồi điều trị. Và những trường hợp mà có vaccine thì mình sử dụng vaccine, siêu vi B là có vaccine. Và trong cái phòng bệnh thì chú ý ha, dựa vào cái đường lây mình có thể phòng được. Và hiện nay cái con đường lây mà phổ biến nhất đó, đó là các dụng cụ cá nhân. Rồi kế tiếp đó là thường là những là dụng cụ cá nhân thôi. Còn con đường máu là khó nè, con đường tình dục cũng khó, mẹ sang con cũng khó, chủ yếu là con đường cá nhân thôi. Những cái dụng cụ cá nhân là một số lưu ý. Rồi bây giờ các bạn lấy 2:20 á, mình sẽ quay lại. Nghĩ lại chỗ thôi, bên ngoài nó nóng lắm, trong này nắng hơn.